Do quay trở lại với channel của mình thì mình là Windsor. Trước khi vào video các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và cũng đừng quên là nhấn đăng ký vì nó miễn phí. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái tựa game DOS nha các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ không đi phá đảo game nữa, mà mình sẽ chỉ các bạn những cái mẹo để mà các bạn có thể phá đảo được DOS chế độ Domain, tức là DOS Floor 2 đấy. Nếu như các bạn muốn sở hữu gamepad trong tất cả các mini game trong Roblox như là Bloodfruit, Anime Defender, Toilet Tower Defense hay là Anime Vanguard á, thì các bạn đừng quên là ghé vào bình luận riêng của mình nha. Tất cả mọi thứ đều ở dưới đó nha các bạn ơi. Chỉ với 10k các bạn đã có thể sở hữu được cho mình 90 bộ bớt. Đối với mẹo đầu tiên ở cửa 140, khi mà các bạn chạy nhảy qua những cái chỗ cầu gỗ bị gãy như thế này nè, các bạn chỉ cần bấm nhảy một lần thôi thay vì là các bạn bấm nhảy hai lần. Khi mà các bạn bấm nhảy một lần á thì các bạn sẽ nhảy qua như thế này, còn khi mà các bạn bấm nhảy hai lần thì các bạn sẽ bị nhảy sau rồi các bạn khựng lại một cái. Nó sẽ tốn thời gian của các bạn hơn ha, và cũng tăng tỷ lệ giúp con sức nó chạy lại các bạn gần hơn nữa. Thì thật ra lúc mà mới chơi mình cũng không biết cái này đâu, nhưng mà mình chơi được một thời gian á, xong rồi mình thử bấm nhảy một cái, xong rồi nó được các bạn đó. Xong rồi mình cứ bấm nhảy một cái thôi, chứ kiểu lúc trước tôi sợ đai anh em, tôi cứ sợ bấm nhảy hai cái á, xong nó cứ bị khựng vậy á. Đến với mẹo thứ hai ở cửa 150, khi mà anh em thấy cái anten nó quay về hướng này á thì các bạn không cần phải đi tìm cái chỗ ở đâu xa cả, mà mình sẽ chỉ các bạn cái lối này đi tìm rất cực kỳ nhanh luôn. Anh em đi theo tôi qua đây nè. Đó, các bạn vô cái chỗ này, các bạn đi lên đây, sau đó các bạn hãy ngồi xuống, rồi các bạn spam đi sát vô tường, các bạn lùi xuống. Đó, rồi các bạn quay người lại. Đó, các bạn đi qua đây là các bạn thấy cái trụ B ngay đây rồi. Đúng là một cái chích rất là tuyệt vời ha anh em. Các bạn đỡ phải đi chui vô hang đó mà tìm. Mẹo thứ ba của mình sẽ là cách để mà các bạn né những con Grumbo này ha. Ví dụ như trong trường hợp của mình nè, khi mà mình chuẩn bị tìm một cái trụ nó ở phía bên phải, nhưng mà cái con Grumbo này nó cứ lảng quảng ở đây á, thì các bạn đợi cái con Grumbo này nó đi sang phía bên trái á, nó vừa đi các bạn lách sang phía bên phải, các bạn chạy luôn. Các bạn đừng có chần chừ gì hết. À mà trừ cái trường hợp các bạn vừa quay phải các bạn thấy thêm một cái con Grumbo nữa thì các bạn nên vòng lại cái chỗ an toàn nha, xong rồi các bạn hãy đợi chừng nào ổn các bạn đi tiếp. Đến với mẹo thứ 4 ở cửa 195. Các bạn đang lo lắng về việc các bạn chạy qua những cái ống cống này các bạn phải tập trung ánh sáng, nhưng mà các bạn sợ các bạn tập trung sai rồi các bạn quẹo lộn đường cục rồi các bạn đai đúng không? Nhưng mà không sao, mình sẽ chỉ các bạn cách khắc phục được cái điều này. Lúc mà các bạn chạy vào mấy cái ống cống á, các bạn đừng quá chú tâm vào ánh sáng, mà các bạn hãy vừa chạy vừa nhìn qua hai bên. Nhưng mà nó chạy đấy các bạn thấy không? Khi mà các bạn làm như vậy á, các bạn sẽ không cần quan tâm những cái ánh sáng nữa, mà các bạn cứ thấy có cái lỗ nào mà chui vô được các bạn chạy thẳng vô luôn. Chứ anh em chạy mà anh em không nhìn cái kiểu này á là khả năng tạch rất là cao ha, lỡ đi vào đường cục cái là đai luôn. Đến với mẹo thứ 5 ở cửa 200. Ở cái màn cuối cùng nữa, các bạn phải vặn mấy cái ven để mà thoát ống nước ha. Và các bạn phải nhảy obby ra giữa cái hồ đen của con xích rất là nhiều, và có khả năng là các bạn sẽ té hoặc là bị những cái con mob nó đánh ở dưới đó. Nó rất là khó khăn trong cái việc mà các bạn vặn ven, nhưng mà đừng lo, mình có một cách vặn ven ở đây cực kỳ nhanh, mà các bạn chỉ cần nhảy obby ở giữa hồ đúng một lần duy nhất thôi. Bây giờ các bạn đi mà nhảy theo mình nha. Đầu tiên là anh em chạy qua đây, anh em vặn cái ven đầu tiên nè. Đó, sau đó các bạn hãy chạy sang phía bên này, các bạn nhảy lên cái tảng đá này, rồi các bạn nhảy qua cái hộp gỗ, các bạn đi qua đây. Đó, các bạn làm nhanh lên nha các bạn, chứ cái khúc đầu tiên này mà các bạn không làm nhanh là mấy cái con bàn tay nó chặn lại. Đó, xong rồi anh em vặn cái ven phía bên này là xong tầng 1. Đó, là bắt đầu từ khúc này anh em sẽ không cần nhảy obby ra giữa hồ nữa, mà các bạn hãy làm theo mình. Các bạn đi qua đây, các bạn nhảy lên cái lan can, rồi các bạn nhảy lên cái tảng đá, sau đó các bạn hãy vặn cái ven. Đó, xong một cái ven, rồi các bạn nhảy qua đây, các bạn lắp qua cái lan can nè, các bạn thấy không? Các bạn đi tiếp sang qua đây, các bạn nhảy lên cái lan can, các bạn lắc qua bên kia tiếp, rồi các bạn vặn cái ven thứ hai nè, rồi các bạn nhảy qua đây, các bạn nhảy lắc qua bên đây. Đó, các bạn xây, các bạn chặn cái ven thứ ba, rồi ở bên đây các bạn cũng lắc tiếp luôn, nhảy lên sang lan can xong lắc sang bên đây, sau đó các bạn đi tiếp sang bên đây, rồi vặn cái ven cuối cùng thôi. Rồi còn tầng 3 nữa các bạn, tầng 3 thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự nha. Đầu tiên sẽ là cái ven ở phía bên tảng đá phía bên trái, các bạn chạy qua, các bạn vặn ven một cái đó, rồi các bạn sang qua đây, các bạn nhảy sang cái lan can, các bạn lắp sang tảng đá, các bạn đi tiếp. Rồi cái ven trước mặt đây các bạn ơi, vặn ven tiếp, rồi các bạn nhảy sang tảng đá, các bạn lắp sang qua đây, các bạn đi tiếp luôn, vặn ven tiếp luôn. Đó, anh em thấy cách này nhanh không? Rất là nhanh luôn ha. Rồi vặn ven tiếp nè. Rồi còn cái cuối cùng thôi, nhảy sang tảng đá lắp sang, rồi vặn ven. Và thế là các bạn đã phá đảo được Door Flow 2 ở màn 200 một cách cực kỳ đơn giản, mà không cần nhảy obby nhiều ha, không cần sợ móp đánh ha. Đó, nó phải gọi là exit các bạn ạ. Mẹo thứ 6, mình sẽ chỉ các bạn cách để mà né những cái con rớt với những con ambush mà các bạn không cần chui tủ hay là vô những cái chỗ tối nha. Anh em đang đi mấy cái phòng lễ tẻ mà tự nhiên nó rung như thế này nè. Đó, là tức là rớt hoặc là ambush chuẩn bị tới. Nếu như mà các bạn lỡ đi xa quá mà các bạn không tìm thấy được cái tủ nào á, hoặc là các bạn không muốn núp tủ á, thì các bạn hãy làm theo cách này của mình. Đó chính là các bạn hãy tìm
những cái bàn mà có mấy cái ngăn khóa kéo như này nè, các bạn kéo nó ra, sau đó các bạn hãy ngồi xuống và cúi cái người xuống, chui thẳng vô, đi sát sát vô nha. Và khi mà cái con rớt nó đi ngang qua hoặc là ambush đi ngang qua thì các bạn sẽ không bị gì cả. Đó, các bạn thấy thần kỳ chưa? Quá ảo luôn ha. Đến với mẹo thứ 7, khi mà các bạn bị mấy con squid nó kêu lên như nè, tức là nó chuẩn bị cạp bạn á, cách duy nhất để mà các bạn có thể né được nó chính là các bạn nhìn vô mặt nó, đúng không? Nhưng mà mình còn một cách nữa các bạn, đó chính là khi mà các bạn bị như vậy, các bạn leo cầu thang á, là cái con squid nó tự động nó biến mất à. Nè các bạn thấy không? Ảo chưa? Đó, quá là ảo ma Canada luôn. Đến với mẹo thứ 8 sẽ là một cái mẹo giúp các bạn tiết kiệm thời gian khi mà các bạn loot đồ ha. Mình đã tận dụng cái cách này để mà đi speedrun các bạn à. Đó chính là các bạn hãy ưu tiên các bạn loot những cái hộp mà nó nằm ở dưới đất như thế này nè. Các bạn vừa đi ngang coi, các bạn mở lên, sau các bạn bấm nhận đồ luôn, sau các bạn đi tiếp, các bạn không cần phải khựng lại. Nhưng mà trong video thì mình khựng lại một xíu cho anh em dễ hình dung ha. Còn tại sao mà mình không kêu các bạn mở mấy cái tủ đứng á, thì đây là lý do nè. Các bạn đi ngang coi, các bạn mở một cái xong rồi các bạn đâu có loot được đồ đâu, các bạn không thấy đồ các bạn loot ha. Mẹo thứ 9 cũng sẽ là một cái mẹo ngắn giúp các bạn tiết kiệm thời gian khi mà đi phá đảo ha. Ở mấy cái phòng đầu tiên á, khi mà các bạn đi vô được cái phòng mà gặp cái con figure nó rơi tỉnh trời xong rơi xuống đất như thế này nè, các bạn phải đi qua những cái đường ray để mà các bạn sang bên cửa phía bên kia ha. Thì nó có hai đường, một là đường phía bên trái và đường phía bên phải, thì các bạn hãy đi sang đường phía bên phải, nó sẽ giúp các bạn di chuyển nhanh hơn nha. Đến với mẹo thứ 10, khi mà các bạn đi mà các bạn gặp cái phòng mà có một cái con nó bắt, các bạn phải đi lên xong đi xuống như thế này nè. Nhưng mà trong trường hợp các bạn có một cái túi đựng băng gạc á, thì các bạn muốn đi nhanh á, các bạn hãy mạo hiểm bằng cách là các bạn đi cho tông thẳng mặt luôn, các bạn mất máu đúng không, rồi các bạn quăng mấy cái băng gạc ra các bạn bú máu đó, xong rồi cứ lặp đi lại liên tục như thế này là các bạn qua được phòng bên kia thôi. Cái cách này dành cho mấy người máu chiến nha các bạn. Đến với mẹo thứ 11, nếu như mà các bạn chơi Dawn of War 2 lâu thì các bạn chắc cũng phải để ý là lâu lâu cái skin của mình tự nhiên nó bị đổi thành cái skin gì mà I Love Dawn đúng không các bạn. Thì sẽ có một vài người sẽ bị khó chịu ở chỗ là tự nhiên mình phải chơi game ở cái skin này. Và bình thường vô trận á, các bạn sẽ không nhìn được cái skin của mình tại vì các bạn kẹt ở cái chỗ mua đồ như thế này đúng không. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn một cách có thể xem được cái skin của mình ha. Đó chính là khi mà các bạn vô trận á, các bạn vừa nghe âm thanh như này nè, các bạn hãy sẵn sàng tâm thế, các bạn để cái chuột ở ngay phía bên trên màn hình, sau đó các bạn canh cái chuột vừa biến mất, các bạn kéo cái con chuột xuống và thế là các bạn sẽ cú xuống, các bạn thấy được skin của mình ha. Đối với mẹo thứ 12, nếu như mà các bạn muốn phá đảo Dawn of War 2 một cách dễ dàng hơn á, thì các bạn hãy mua cho mình một cái đèn pin ở đầu trận nha. Cái đèn pin này ngoài việc giúp soi sáng đường đi thì nó có thể giúp chúng ta soi cửa từ xa các bạn, ở mấy cái phòng quá tối ấy, để mà các bạn có thể tiết kiệm thời gian đi qua lại tầng cửa xong rồi các bạn xem số. Hoặc là các bạn có thể dùng cái đèn pin này các bạn soi lên trần xem là có mấy con gít gồ mà mấy con màu trắng trắng nhỏ nhỏ đó, là tụi nó sẽ bị chói, tụi nó sẽ không báo cho đầu bạn được. Đối với mẹo thứ 12.5, thật ra cái này nó không phải mẹo các bạn ạ, mà là mình chỉ muốn flash là khi mà mình vừa chạy xong cái màn xích ở cửa 195 tới cửa 199 á, thì mình vô tình thấy được cửa 202 các bạn ạ. Đây chính là một cái con cửa bí mật ha. Anh em mình mà đi vô là chắc chắn sẽ bị con kia nó cạp đầu. Ok, và đó là tất cả những mẹo mà mình đã tìm ra được trong Dawn of War 2 nha các bạn ơi. Mình hy vọng là tất cả những cái mẹo này của mình có thể giúp các bạn phá đảo được Dawn of War 2 The Mine này dễ dàng hơn ha. Ok, thì video tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên là bỏ lại cho mình một like, một share và cũng đừng quên là nhấn đăng ký vì nó miễn phí. Và các bạn cũng đừng quên là tham gia server Discord của mình ở dưới phần bình luận game nha. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.